Và thưa quý vị, giờ phút đặc biệt cũng đang đến. Trước khi đến với kết quả cuối cùng của đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một tiết mục đặc biệt của vị giám khảo khách mời. Đó chính là ca sĩ Cẩm Vân với Em Kể Anh Nghe. Và chị Cẩm Vân sẽ bước thẳng từ vị trí giám khảo để lên sân khấu. Vâng, xin kính mời chị. Đã đến lúc em phải đi, đến lúc chia lìa đôi ngã, hạnh phúc vỡ nát trên môi, cuộc sống quá ngắn thật rồi. Và như thế từng ngày tình yêu ghé bên đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngày, một ngày bình yên xóa hết mọi ngày. Đã đến lúc em phải quên đi, đến lúc em lại suy nghĩ, đừng cố níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngày, một ngày bình yên xóa hết mọi ngày. Mới hôm đầu thời gian là nhiều, để xem nơi còn lại bao nhiêu, nếu lúc chưa biết sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi. Chúc anh sắp được cuối con đường, khi đôi tay em dần dần buồn, nắng vẫn lên nhẹ nhàng. Đã có lúc em phải quên đi, có lúc em lại suy nghĩ, đừng cố níu kéo thêm chi, đừng cố gắng mãi được gì. Và như thế từng ngày tình yêu ghé đến đây, nụ cười hồn nhiên ấm áp ngày, một ngày bình yên xóa hết mọi ngày. Mới hôm nào thời gian là nhiều, đến xem nơi còn lại bao nhiêu, sẽ có hôm nay, cho em xin thêm một ngày thôi. Lỡ mai không còn ai thương cười, lỡ mai không là ngày xanh tươi, có chút anh sắp về cuối con đường, thì đôi tay em dần dần. Cảm ơn ca sĩ Cẩm Vân cũng là khách mời giám khảo ngày hôm nay.